Xin chào thầy cô, thính giả và các bạn. Mình tên là Thái Thùy Lâm. Mình học trường Wellspring lớp 2.5. Sau đây, mình xin giới thiệu về một câu chuyện có tên là Gà trống muốn ngủ nướng của tác giả Trương Mỹ Dung. Mời mọi người cùng lắng nghe. Mỗi sáng phải thức dậy thật sớm để đánh thức mọi người, gà trống thấy mệt lắm, cậu bèn đến nhờ heo, mèo và chó làm việc thay cho mình. Sáng nào, gà trống cũng dậy thật sớm, cất tiếng gà đánh thức mọi người. Gà trống thấy mệt mỏi lắm, tôi quá mệt, mệt lắm, mệt, cậu muốn được ngủ nướng. Gà trống bèn đến nhờ heo. Heo à, ngày mai cậu dậy sớm và đánh thức mọi người giúp tớ được không? Heo trả lời, được, cậu cứ yên tâm ngủ đi, tớ sẽ làm việc thay cậu. Mèo lại bảo, ai chẳng biết heo hao ngủ nhất trang trại này. Gà trống à, cậu để đấy tớ làm cho. Chó lập tức nói, mèo hao ngủ có kém gì heo đâu, gà trống nên nhờ tớ mới đúng. Heo trề môi, tớ có bao giờ thấy chó dậy sớm đâu. Gà trống, cậu đừng tin. Heo, mèo và chó cãi nhau ầm ĩ. Ít ít, meo meo, gu gu gu. Gà trống tự nhủ, xem ra không nhờ ai được rồi. Sáng hôm sau, gà trống vẫn dậy sớm, nhảy lên đống rơm, gáy một hồi thật chỏng vẹt. Heo cũng kêu lên ít ít, mèo ngáy ngủ réo meo meo, chó là bào sữa râu râu. Cả trang trại rộn ràng tiếng kêu của các con vật. Heo, mèo và chó ngạc nhiên. Ồ, gà trống vẫn gáy kìa. Thế thì ngày mai bọn mình khỏi phải dậy sớm nữa. Còn gà trống vui vẻ, thì rất các cậu ấy đều có thể dậy sớm được. Ngày mai mình tha hồ ngủ nướng. Thế là hôm sau, không ai dậy sớm cả. Cả trang trại đánh một giấc say sưa đến tận trưa. Câu chuyện đến đây là hết. Thùy Lâm xin chân thành cảm ơn thầy cô, thính giả và các bạn đã lắng nghe câu chuyện gà trống muốn ngủ nướng. Sau khi đọc xong câu chuyện gà trống muốn ngủ nướng, mình cảm thấy gà trống rất lười biếng. Còn các bạn heo, mèo và chó biết giữ lời hứa với gà trống, đã dậy sớm thấy gà trống đánh thức mọi người. Mình rút ra bài học là mỗi người phải có trách nhiệm và phải có ý thức với công việc của bản thân. Còn cảm nhận của các bạn qua câu chuyện trên là như thế nào? Các bạn hãy bình luận bên dưới nhé.